Các bác ơi, hôm nay mình đến viếng, tiếp tục mình viếng cái ngôi chùa Giác Linh của bác. Ngôi chùa Giác Linh thì được tọa lạc ở địa chỉ là 149 sẹt 46 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Cần Thơ của bác. Ở đây là phường An Nghiệp đó cô bác, phường An Nghiệp thành phố Cần Thơ. Và đây là tổng quan ở ngoài cái cổng chính của ngôi chùa của bác. Ở cái ngôi chùa này cũng nằm ở trong cái hẻm 149 đó cô bác. Rồi, ở đây là ngoài cái cổng phía ngoài. Nó qua hai cái trục đường của bác. Đây. Một cái trục đường chính là Huỳnh Thúc Kháng chạy vào đó cô bác. Và bên này tiếp tục là một cái trục đường nhánh nữa cô bác. Sư mình đã trình bày với sư và sư đã chấp thuận cho mình vào cô bác. Đây. Đây là cái cổng chính vào. Đây. Sư đã mở cái cánh cổng bên hông đây. Mình trình bày với sư xong, sư đã mở cái cánh cổng bên đây cho mình vào đây. Mình bắt đầu mình bước vào nha cô bác. Cô bác sẽ xem ở đây là mình sẽ chốt cổng cho cô bác xem. Đây, mình đã chốt cổng lại. Đây, bây giờ thôi vừa bước vào cổng là mình đập vào mắt mình đó là nhất điện Tần Quảng Vương cô bác. Thôi mình sẵn đây là mình ghi hình luôn cô bác. Nhất điện Tần Quảng Vương, quản lý sổ sách ghi chép về tuổi thọ của con người, quản lý hết tất cả việc lành dữ của cõi U Minh. Cõi U Minh là cả chúng ta đây đang ngự đây. Điện này có một đài cao gọi là Nguyệt Kính Đài. Hồn người chết sẽ thấy lại tất cả những việc mình làm. Khi sống, sau khi xem hết các tội lỗi thì chuyển qua điện thứ hai. Đây. Đây, bây giờ là điện thứ nhất đây cô bác. Điện Tần Quảng Vương. Và tiếp đến là điện thứ hai. Đây cô bác, điện thứ hai là Nhị Điện Sở Giang Vương. Ngục này người thế gian phạm vào tội lừa gạt thiếu niên nam nữ, buôn bán trẻ em, cưỡng đoạt thân thể, đoạt tài sản của chúng. Nam nữ làm điều dối gian, nói không thật lời, phạm tội loạn luân, làm quan ăn hối lộ, tội bất hiếu, bị đâm sai và giả. Rồi. Đây là điện thứ hai, là Nhị Điện Sở Giang Vương. Mình ghi cận cảnh từng điện cho cô bác xem nha. Nhị Điện Sở Giang Vương. Và tiếp đến là Tam Điện Tống Đế Vương. Tam Điện Tống Đế Vương. Ngục thứ ba phạm tội chửi mưa, mắng gió, thị thần bị treo hình phạt. Ỷ mình giàu có đánh đập tôi tớ, hiếp dâm mổ ngực. Bị mổ ngực, cột hai tay hình phạt, hại người đốt nhà. Chế thuốc làm mụ phá thai, thọ ơn người lại phụ bạc, xử tội ôm bào lạc.
Đây. Đây là tiếp đến là điện thứ ba của bác. Điện thứ ba gọi là Tam Điện Tống Đế Vương. Đây. Mình bước vào cái cổng là mình thấy ngay cái biển này đây. Rồi. Tiếp đến là điện thứ tư. Điện thứ tư gọi là Tứ Điện Ngũ Quang Vương. Đây. Tứ Điện Ngũ Quang Vương. Ngục này phạm vào tội lấy vợ chồng phá gia can hạnh phúc người khác, làm nhà chứa gái điếm, say sưa rượu chè, hút áp phiện, cờ bạc, đổ đồ dơ uế xuống sông, các tội bị xô vào ao huyết dơ mà lặn hụp. Rồi, tiếp đến cô bác. Đây là hình ảnh của điện thứ tư, Tứ Điện Ngũ Quang Vương. Rồi. Tứ Điện Ngũ Quang Vương. Và tiếp đến là điện thứ năm, Ngũ Điện Diêm La Vương. Đây. Ngũ Điện Diêm La Vương. Ngục này tội thấy kẻ giàu sang quyền quý nịnh bợ, gặp người nghèo khó cô thế khinh khi mắng chửi, người hiền lương hành dâm gần nơi thờ phượng, tội nhân bị quỷ moi bụng, moi ruột, moi tim, đầu cơ tích trữ làm giàu, gian dảo ngược ngang, buôn bán cốt Phật, đốt phá nhà chùa, quỷ bán tam bảo, các tội ấy bị hành bàn trong nhọn. Đây. Đây tiếp tục là hình ảnh của điện thứ năm, Ngũ Điện Diêm La Vương. Đây là hình ảnh là cái điện thứ năm, Ngũ Điện Diêm La Vương đây cô bác. Rồi tiếp đến là điện thứ sáu, Lục Điện Biện Thành Vương. Những người vi phạm vào các tội giết người, hại con vật lớn, theo bè đảng tà ngụy, nhân dân phụ nữ, bắt ép vợ người phải thân thiết, ăn cắp của cải, đền miếu, xưng thần gạt người, chẳng kính trọng kinh sách, phá hủy sách vở hiến thiện, phá hủy tượng thần thánh, những tội nhân đều bị trừng phạt, cột trói ngược mà, cưa xẻ làm thầy thuốc phá thai hại mạng, bị quỷ đè, cắt đoạn làm hai. Đây, đây là Lục Điện Biện Thành Vương. Hình ảnh rất sống động cô bác. Đây là điện thứ sáu rồi cô bác. Lục Điện Biện Thành Vương. Rồi, tiếp đến là điện thứ bảy. Thất Điện Thái Sơn Vương. Đây cô bác. Khinh khi tam giáo bị chó phân thay, nói tục tiểu bị cắt lưỡi, đàn bà có chồng ngoại tình với trai bị đốt nấu trong vạc dầu. Ngục này phạm vào các tội ăn uống bừa bãi, phung phí thức ăn, rượu thịt vô độ, trộm cắp quần áo, hiếp đáp vợ con đến chết, cờ bạc phá cửa, làm thầy dạy học trò không hết lòng,
bội bạc sư trưởng và mồm lẻo mép xúi dục bài biểu cho người tranh đấu lẫn nhau. Rồi đây là điện thất điện Thái Sơn Vương, điện thứ 7 nha cô bác. Và đây là hình ảnh thất điện Thái Sơn Vương. Và tiếp đến là điện thứ 8 cô bác. Bát điện Đô Thị Vương. Điện thứ 8 là chữ thề, trách đất, chửi gió mắng mưa, chửi rủa cha mẹ, kêu réo Phật trời, chẳng kiêng thần thánh. Các tạo ấy sẽ bị quỷ dữ, cưa mình làm con, chẳng nuôi cha mẹ, bỏ bệnh hoạn, không thuốc thang, chết không chôn, làm điều phi pháp, khiến cho cha mẹ khổ sầu, bị xe cán nát thay, làm quan tham, nhũng, hại dân, bị đồng gông khảo, kẹp giam vào ngục đen. Đây là điện thứ 8, Bát điện Đô Thị Vương. Rồi, hình ảnh này là Bát điện Đô Thị Vương, điện thứ 8 nha cô bác. Bát điện Đô Thị Vương. Rồi, mình hết cái điện thứ 8. Tiếp tục. Cửu điện Bình Đăng Vương. Cửu điện là điện thứ 9 đó cậu bác. Cửu điện Bình Đăng Vương. Người khi còn sống làm những việc hung cực ác, những tội nặng đó là phóng hỏa, đốt nhà cửa của người, nuôi dưỡng những rọi cùng rắn độc để bào chữa thuốc độc hại người, cho thuốc phá thai, viết những văn chương khiêu gợi dục tình, hình phạt tội nhân, phân rẽ vợ chồng thân tộc của người, viết sách khiêu dâm, bị chó móc ruột môi tim, hãm hiếp hoặc dụ dỗ trẻ theo mà ăn của bị xay ra cho bột. Đây là cái điện thứ 9 nha cô bác. Cửu điện Bình Đẳng Vương. Đây là hình ảnh từ ngoài cổng đi vào phía bên hữu nha cô bác. Tất cả là 10 điện đều khắc lên cái bức tường này. Cửu điện Bình Đẳng Vương. Tất cả hết thảy là có 10 điện cô bác. Và tiếp đến là điện thứ 10 cô bác. Điện thứ 10 là thập điện Chuyển Luân Vương. Điện thứ 10 là nơi nhận những quỷ hồn của các điện khác chuyển đến. Sau khi thẩm định, phúc phần của mỗi hồn sẽ cho đi đầu thai nơi tương xứng, theo các tình trạng, nam hay nữ, giàu hay nghèo, sang hay hèn, khôn hay ngu, thọ hay yếu, vân vân. Việc đi đầu thai này rất chi tiết, tỉ mỉ, phức tạp, như là đường vào trong bốn đường thai, nõn, thấp, hóa. Bốn đường là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và hóa sanh đó cô bác. Ở đây ghi tắt là thai, nõn, thấp, hóa. Nhiều khi đọc không hiểu nha cô bác.
Mình đọc lại cho cô bác xem. Việc đi đầu thai này rất chi là tỉ mỉ, phức tạp, như là đường nào trong bốn đường thai, nõn thấp hóa, thai xanh, nõn xanh, thấp xanh và hóa xanh. À, đó là cái ý nghĩa như vậy. Nếu mà đọc tắt thì cô bác sẽ không hiểu. Kết quả sẽ ghi kỹ lưỡng cho mỗi quỷ hồn để đưa đến phong đô đầu thai. Đây, đây hình ảnh của điện thứ 10 là thập điện chuyển luân vương. Rồi. Đây là hình ảnh của thập điện chuyển luân vương của bác, là điện thứ 10. Và đây là hết là 10 điện nha cô bác. Và tiếp đến nữa là điện 11. Mười một là đệ thập điện chuyển kiếp sở, nơi cho người đi đầu thai ở điện thứ 10. Đệ thập điện chuyển kiếp sở, nơi cho người đi đầu thai ở điện thứ 10. Sự chuyển kiếp này, trên dưới xung quanh đều có hàng rào bằng sắt. Bên trong chia làm 81 chỗ, đường quanh co có 108.000 lối đi uốn khúc quanh co dẫn đến tứ đại bộ châu. Tội nặng thọ vào thân súc sinh, những quỷ hồn chấp nhận làm ngạ quỷ vì không tin vào luân hồi nhân quả. Nếu lỡ đọa vào A Tỳ địa ngục thì mãi mãi không được trở lại làm người. Như vậy kinh nói thân người khó được là kết thúc của bác. Thân người khó được nhưng mà Phật pháp khó nghe. Đó là và mình chuyển về cái kiếp này đó cô bác. Ở đây thì ghi chỉ là thân người khó được. Còn cái câu văn của các thầy nói là thân người thì khó được mà Phật pháp khó nghe. Khi mình đầu sinh vào không phải là cái kiếp người thì Phật pháp mình khó được nghe lắm cô bác. Và đây hình ảnh của là điện thứ 11, đệ thập điện chuyển kiếp sở, nơi cho người đi đầu thai ở điện thứ 10. Đây. Và đây. Đây là hết cái điện thứ 10. Rồi, tiếp đến là điện thứ 12 cô bác. Đệ thập điện Mạnh Bà Thần. Đây. Đệ thập điện Mạnh Bà Thần. Ở bên tay phải của bên cái biển này thì lại có một cái dòng là người thì dễ, làm người thì khó. Muốn lại làm người càng khó hơn. Muốn sinh đất phúc không tai nạn thì miệng giống tâm chẳng khó gì. Và đây là cái nội dung của điện thứ 12 cô bác. Đệ thập điện Mạnh Bà Thần. Thượng đế sắc phong cho họ Mạnh làm người cai quản dậu khu vọng đài, đài làm quên, có các quỷ sứ giúp việc. Khi điện thứ 10 đã có quyết định là hồi sinh vào chỗ nào, địa vị ra sao, trước khi đi đầu thai phải đến chỗ này
ở đây dùng các dược vật bào chế chia ra năm vị ngọt, đắng, cay, chua, mặn. Các hồn được chuyển thế phải uống loại nước này, quên đi tất cả và sự việc, quên đi nhiều hay ít, lâu hay mau, sâu hay cạn. Đứng trên cầu nhìn thấy phía đối diện có một hòn đá đỏ lớn, có bốn hàng chữ, mỗi chữ lớn bằng cái đấu. Mỗi chữ lớn bằng cái đấu là ghi chú là cái lít đó cô bác. Viết như sau. Đó. Đứng trên cầu nhìn thấy phía đối diện có một hòn đá đỏ lớn, có bốn hàng chữ, mỗi chữ lớn bằng cái đấu, là mỗi chữ bằng một cái lít đó cô bác. Đây, cái đấu là ghi chú là cái lít. Viết như sau. Là người thì dễ, làm người khó. Muốn lại làm người càng khó hơn. Muốn sinh đất phúc không tai nạn, thì miệng giống tâm chẳng khó gì. Và đây là hình ảnh của điện thứ 12 của bác. Đệ thập điện Mạnh Bà Thần. Mà mọi người thường thường là nói là ăn cái canh Mạnh Bà đó cô bác. À. Đệ thập điện Mạnh Bà Thần. À. Là, thế gian mình truyền miệng như nói là ăn canh Mạnh Bà là sẽ quên hết tất cả đó cô bác. Để đi qua cái cầu Nại Hà đó cô bác. Và đây là đầy đủ 12 cửa địa ngục của bác. Thập đệ thập điện Mạnh Bà Thần là cái điện thứ 12 của bác. Đó là mình đã đi hết tất cả 12 cái thập điện mà 12 cửa ngục mà thường mà miệng mình truyền miệng nha mình nói đó của bác. Rồi tiếp đức là một hình ảnh là A Di Đà Phật Tây Phương. A Di Đà Phật Tây Phương, đây là hình ảnh nè cô bác. Hình ảnh ở Tây Phương Cực Lạc đó cô bác. Sau 12 điện là cái cảnh này là rất là tươi tắn ha cô bà. Đây là cảnh giới tươi đẹp đây. Còn cảnh qua cảnh 12 cửa đi ngục qua là cái cảnh nó thấy rất là đáng sợ. Rồi, ở đây là bắt đầu giờ vô cái chùa rồi cô bác. Mình nãy giờ mình ghi ảnh là bên cái bức tường cô bác. Và đây là hình ảnh của cuộc đời của Đức Phật đó cô bác. Đây, cô bác nhìn thấy đây. Cuộc đời Đức Phật. Và đây là cái khung hình để tất cả các hình ảnh của Đức Phật từ lúc Ngài đản sinh. Đây. Đản sinh, rồi đi bốn cửa thành, rồi thành đạo, rồi thuyết pháp cho anh em, năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển. Là vườn nai đó cô bác. Và cuối cùng là hình ảnh của Ngài thọ thần tị tịch và nhập Niết Bàn. Như mấy cái clip trước mình có ghi tứ đại động tâm ở chùa Khmer đó cô bác, là có hình ảnh sống động luôn đó cô bác. Hình ảnh mà tứ đại động tâm thu nhỏ đó cô bác, ở chùa Khmer, ở đường Mạc Đỉnh Chi.
À, là cô bác hiểu cái nội dung đó, tổng thể cái nội dung đó như thế cô bác. Rồi. Như vậy là mình đi bên cái hông tay phải, từ cổng chính mình đi vào bên hữu thì có những cái hình ảnh có 12 của 12 điện Diêm La đó cô bác. Và cuối cùng 12 điện Diêm La đó là hình ảnh của A Di Đà Phật Tây Phương. Đây, cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. À, rất là ý nghĩa. Qua qua cổng 10 12 cái điện Diêm La thì đã đến đến cuối cùng là cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật Tây Phương là tươi đẹp như thế này đây. Là đó là cái hình ảnh đó chị, một cái mảng bên phía tay phải của ngôi chùa Giác Linh nha cô bác. Rồi rồi tí xíu nữa mình tiếp tục mình đi tham quan tiếp nha cô bác. Rồi cô bác ơi, đây mình tiếp tục mình ghi hình cái cảnh cái bản chính của ngôi chùa cô bác. Đây là ngôi chùa Giác Linh. Cái bản này là cái bản phía trong cái khuôn viên của ngôi chùa nè cô bác. Đây. Cô bác thấy là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Giác Linh tự Phật lịch 2506 20 tháng 7 Nhâm Dần. Đây là khuôn viên phía trong chùa của bác. Và cô bác sẽ nhìn thấy ở đây. Đây là giác Linh tự, một cái gốc ở phía tây cô bác. Dương lịch năm 1962, Phật lịch là 2506 Nhâm Dần nha cô bác. Rồi. Ở đây là phần chính trước của chánh điện nha cô bác. Cửa chính của ngôi chùa. Rồi, mình đi xung quanh cái ngôi chùa Giác Linh Tự này đây. Và tiếp tục cô bác. Đây cô bác, mặt trước của chùa là tượng mẹ Quán Thế Âm cô bác, Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tiếp đến đây là một cái chuông lớn của ngôi chùa cô bác. Nằm ở bên tay phải của ngôi chùa đây các bạn. Mình đi lùi để mình qua cái phần chánh điện của ngôi chùa của bác. À, bên cái mảng tượng bên tay phải đó là thạch điện Diêm La đó của bác. Đây là vườn bước vào cái khuôn viên của ngôi chùa của bác à. Đây mình vào khuôn viên ở đây của bác. À, của bạn cô bác nghe cái tiếng chuông chùa vang vẳng xa xa. Đây của bác. Đây mình đúng như mình đi vào đúng cái thời tụng kinh của sư. À, mình ngồi đợi sư tụng xong một thời kinh rồi bắt đầu mình tiếp tục mình ghi hình tiếp đây của bác.
đây là một Phật tử, vào chùa để tụng kinh đó cô bác. Đây. Đây là hình ảnh của chánh điện ngôi nhà Lam cô bác. Đây là nơi mà sư mới vừa tụng kinh một thời kinh xong đó cô bác. À, đây là nơi này đây. À, mình nãy giờ mình ngồi đợi sư tụng kinh xong rồi mình mình bước vào mình ghi hình đi cô bác. Đây là phần chánh điện của ngôi chùa cô bác. Đây cũng là một cái hình ảnh của ngài đản sanh đấy cô bác. Cô bác thấy chung là đi tới ngôi chùa nào nó cũng có cái hình ảnh này, cũng có hình ảnh của Đức Phật đản sanh, à, thiên thượng thi hạ duy ngã độc tôn. Mình đi tổng quan cô bác ơi. Tổng quan phía trong ngôi nhà Lam này. Đây là cái tấm liễn treo ở cái trụ cột chính của chánh điện này cô bác. Đây là hình ảnh của phía trong ngôi chùa bên bên tả nha cô bác, bên tả mà mình đi từ cái cửa chánh điện đi vào cô bác. Và đây là ngôi thờ, đây là một tượng của ngài. Đây là Tây Phương, Tây Phương Tam Thánh đó cô bác. Đây là cái tủ kinh sách đó cô bác. Kinh Lực Luận có đủ không cô bác? Đây, kinh Bảo Tích đây. Kinh Bảo Tích nè. Bộ lực 6 nè. Lực Thập Tụng nè. Bộ lực 2 nè. Lực Ma Ha Tăng Kỳ nè. Và đây là kinh Đại Tạng Kinh. Nói chung trong cái tủ kinh sách này là kinh luật lượng rồi có đủ không? Rồi tiếp tục nữa cô bác, mình vào phía trong cái sau cái điện thờ chính của bác, nơi nơi sư vừa tụng kinh xong. Đây là cái phần phía trong. Đây hình ảnh này hơi tối của bác bạn à. Tại vì trong này không có đèn của bác. Hình ảnh bị hơi tối. Rồi. Tiếp đến vào phía trong của bác.
Đây là ngài A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí của Phật. Điện tiếp đến là cái ngôi điện thờ phía trong. Đây. Mời cô bác cũng chiêm ngưỡng. Và tiếp đến là trên cái khung cái đường đi vào đó các bạn có cái biển là Nam Mô A Di Đà Phật đây. Rồi mình sẽ lùi trở ra các bạn. Đây là ngôi chùa Giác Linh nha các bác. Mình quay trở lại mình cho cô bác xem từ phía trong mình quay hướng ra phần trước cửa trước cổng vào đó cô bác. Và ở đây là một cái chuông của bác. Bên kia là một cái mỏ. Theo nguyên tắc thì các thầy nói là ở trong nhìn ra, từ bên chính điện nhìn ra ngoài trước đó là cái chuông bên tay trái và cái mỏ bên tay phải. Là chuông nào cũng y như vậy hết các bác, không có để bị lệch. Từ ở trong mình nhìn trở ra ngoài cổng, cái chuông thì bên trái, còn cái mỏ thì bên phải, còn ở ngoài ở trước nhìn lại thì ngược lại của bạn. Đây là một Phật tử ở đây họ tụng kinh đó các bạn. Tự tử đang tu tập đây của bác. Tiếp đến là mình đi đi vòng quanh cái ngôi chánh điện lại cho cô bác xem. Và đây là cái mỏ này các bạn. Các bạn thấy chưa?
khi tu tập tĩnh tâm đó các bạn, giống một tiếng chuông, xong rồi nghe hết cái âm thanh của tiếng chuông vừa xong thì sẽ giống thêm một tiếng chuông kế tiếp để lắng động thân tâm đó các bạn. Đây tiếp tục mình bước ra ngoài cô bác. Rồi như vậy là mình đi giáp một cái vòng của cái ngôi giác linh tự của bác. Mình đi trở ra, mình trở ra cái cửa bên hông, 12 thập địa gia, 12 thập địa diêm la. Thế là mình đi ra tròn một vòng, mình đã đi tròn một vòng của cái ngôi chùa Giác Linh này. Đây mình đi tổng quan lại cho cô bác xem nhé. Đây là cảnh giới A Di Đà Phật Tây Phương, tiếp đến là 12 thập địa diêm la. Đây, hồi nãy mình đi chi tiết, bây giờ mình đi tổng quan lại cho cô bác. Cô bác xem này, mỗi ngôi chùa có một cái nét đặc trưng riêng. Mỗi ngôi chùa có cái nét đặc trưng riêng cô bác. Đây là 12 thập điện Diêm La. Điện 12 đệ thập điện Mạnh Đà Thần, 11 là đệ thập điện Chuyển Kiếp Sở, số 10 là thập điện Chuyển Luân Vương, số 9 là Cửu Điện Bình Đẳng Vương, số 8 là Bát Điện Đô Thị Vương, số 7 là Thất Điện Thái Sơn Vương, số 6 là Lục Điện Biện Thành Vương, số 5 là Ngũ Điện Diêm La Vương, số 4 là Tứ Điện Ngũ Quang Vương, số 3 là Tam Điện Tống Đế Vương, số 2 là Nhị Điện Sở Giang Vương, số 1 là Nhất Điện Tần Quảng Vương. Rồi như vậy là mình tổng quan từ cổng, từ phía ngoài vào trong, rồi ở trong mình đi trở ngược ra ngoài cổng của bác. Đây mình trở ra rồi đây, để cho cô bác thấy rõ ràng là mình đã đi toàn trình, toàn trình cái viếng ngôi Già Lam là chùa Giác Linh. Rồi mình trở ra cái điểm xuất phát của bác, điểm đầu cũng là cái điểm cuối, mình nó giao nhau tại điểm này, là mình xin kết lúc thúc clip tại đây cô bác ơi. Tạm biệt cô bác nha, hẹn cô bác lại cái clip sau. Đây ở lần trước mình sẽ thấy rõ hơn, tại cái có nhiều góc khuất. Đấy cô bác sẽ thấy rõ hơn là Giác Linh Tự, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Phật lịch 1962, dương lịch 1962, Phật lịch 2506, Nhâm Dần. Rồi đấy là tổng quan ở phía ngoài và phía trong cái ngôi tự viện Giác Linh Tự này. Rồi chào tạm biệt cô bác ha, hẹn cô bác lại cái dịp sau.